Rồi, hôm nay chúng ta là buổi 12 rồi. Tức là chúng ta hôm nay là tôi sẽ nói cái buổi buổi lý thuyết cuối cùng của cái lớp của chúng ta về tức tôi nói hôm nay là nói xong cái phần liên quan đến cái chương trình của lớp 11, đúng lớp 12 thì không kịp. Chúng tôi nói xong cái phần này là xong phần 11. Mà sau đó tôi còn một vài buổi nữa tôi sẽ sửa bài tập cho tất cả những phần mà sẽ chữa nhiều lần vào bài tập cho tất cả những phần mà chúng ta đã làm nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần của hôm trước là phần kỹ thuật quay lui. Thì hôm trước là tôi nói về cái chúng ta nói về cái mô hình toán học của quay lui và chúng ta đã thực hiện một số chương trình đơn giản nhất. Hôm trước tôi nói về ba cái chương trình. Một là cái chương trình sinh dãy hay là sâu dãy nhị phân độ dài n. Đây là chương trình rất là đơn giản, phân độ dài n nhé. Hai là cái chương trình sinh tất cả các hoãn vị bậc sinh tất cả các hoãn vị độ dài n, hay cụ thể hơn là cái hoãn vị của cái dãy là 0, 1, 2 cho đến n trừ 1. Và cái bài thứ 3 chúng ta học là cái bài cũng bài đơn giản là cái bài sinh tất cả các cái tập con của cái tập từ 0 đến n trừ 1, sinh tất cả. Sinh tất cả các cái tập hợp con của cái tập hợp là 0, 1, 2, n chia 1. Được rồi. Thì ở trong cái cuốn sách chuyên đề 11 CS thì trong đó thì trong chương trình của sách đó vì theo thì hơi rất ngắn cho tôi chỉ viết chỉ bày cái phần này thôi. Còn hai cái chương trình này thì không được trình bày trong cuốn sách đó. Hôm nay tôi sẽ nói theo với các bạn hai cái chương trình tiếp theo cũng rất là quan trọng và nằm ở trong cuốn sách đó. Hôm nay chúng ta sẽ học sang hai cái cách là một là bài toán xếp hậu và hai là cái bài toán tìm đường đi trong mê cung, hai cái bài rất là nổi tiếng đấy nhé. Đầu tiên chúng ta quay sang cái bài toán đầu tiên là bài toán xếp hậu, cái bài toán rất là nổi tiếng. Bài toán xếp hậu. Thì cái bài toán này về gốc của nó thì là chỉ là cho trước cái bàn cờ thôi. Gốc của nó là cho trước cái bàn cờ 8x8 thôi. Và cần phải xếp 8 con hậu trên đó sao cho là không con hậu nào khống chế con nào cả. Đấy, như vậy bài toán gốc của nó là bài toán là cho trước một cái bàn cờ. Đây tôi chơi như này nhé, không. Đó là 8x8 đấy, gốc của nó là 8x8. Và chúng ta sẽ làm tổng quát là n nhân n, một cái ma trận. Một cái lưới ô vuông là n nhân n. Bây giờ cần làm sao cần xếp các con hậu lên trên cái này sao cho là không con nào ăn con nào cả được. Đấy. Đây là cái bài toán gốc đưa ra. Thì bài toán gốc này được đưa ra từ khi nào? Bài toán gốc này được đưa ra từ những năm bài toán gốc này. Được đưa ra năm 1848. Là lần đầu tiên được đưa ra bởi một nhà toán học người Đức, và đến năm 1850 thì cái lời giải đầu tiên nó được đưa ra, và từ đó nên người ta phát triển rất nhiều cái bài toán này. Thì bài toán này có rất nhiều cách làm, cách giải, nhưng mà thông thường trong các cái sách về khoa máy tính ý, thì người ta hay dùng cái thuật duyệt quay lui để mô phỏng cái bài này. Thì cái phương pháp mà duyệt quay lui đó là nó rất điển hình và nó là cái được minh họa cho cái bài toán này. Đấy, dùng để giải cái bài toán này. Giải cái bài toán. Gọi là bài toán xếp hậu nhé. Thì cái ông nhà bác học tức là Walker, cái ông mà cái nhà bác học mà cái người đầu tiên đưa ra cái mô hình quay lui. Mình học của quay lui đấy.
gọi là backtracking ấy mà chúng ta đã biết ấy, thì cái ông đấy, chính ông ấy là cái ông là người đầu tiên dùng thuật toán đó để giải cái bài toán xã hội hậu này. Và ông ta giải với cái bài toán như sau, là cho trước cái bàn cờ là n nhân n, hãy tìm ra tất cả các phương án, và thôi mở rộng hơn là tìm tất cả các phương án cho cái việc xếp hậu đấy. Và ông ta là ông ta gọi qn là số lượng các phương án sắp xếp, phương án xếp hậu cho cái bàn cờ n như n đấy. Thì cái ông tên là Walker đó, ông ta là người đầu tiên làm cái việc này đấy. Thì cái bài toán này rất là hay. Bây giờ người ta vẫn đang tiếp tục, người ta đang vẫn đang tìm tiếp nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ lại một chút nhé, chúng ta cùng nhau làm cho nó vui thôi. Tức là với n bằng 1 thì Q1 với một cái ô vuông thôi thì là nó, thì nó có một cách xếp, là có một cách xếp đúng không? Có một con hậu thôi thì nó không dễ ai cả. Chứ hiển nhiên nó là Q1 thì nó bằng một, có một phương án sắp xếp thôi nhé. Còn đối với Q2 là cái bàn cờ như thế này, bàn cờ như thế này thì các bạn thấy là một hậu ở đây rồi thì nó không chế toàn bộ rồi thì sao mà xếp được nữa. Nhưng mà với Q2 thì không thể xếp được hai con hậu. Như vậy Q2 nó sẽ bằng 0. Đấy. Mình chúng ta thử xem Q3 bằng bao nhiêu nhé. Q3 này. Nên chúng ta cùng nhau kiểm tra lại xem Q3 là xếp được mấy phương án xếp ba con hậu nhé. Đấy. Chúng ta thử xếp hậu ở đây nhé. Lập tức nó khống chế này, đúng không? Khống chế có hai này thôi. Bây giờ xếp con hậu đây nữa, khống chế luôn ở đây. Như vậy là cũng có thể tính toán là với N3 thì không thể xếp được con hậu nào, bàn N là hết rồi, cho nên nó bằng 0. Đấy. Còn chúng ta sẽ thử Q4 nhé. Q4 bằng bao nhiêu? Đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau làm vui thôi. Cái phần này là phần mà chúng ta lớp chúng ta có thể cho học sinh làm bằng tay trước với các cái phương án N thấp để chúng ta quan sát thôi nhé. Bây giờ chúng ta làm việc với chúng ta làm thử với Q4, xong là Q4 là bằng bằng bao nhiêu nhé. Đây, bây giờ tôi vẽ ra cái bàn cờ Q4 nhé. 4. Thế ra cái này là bài tập thôi, chứ còn thì người ta chứng minh rằng, bây giờ tôi đáp án luôn nhé, với Q4 thì nó chỉ có hai phương án thôi. Với Q4 thì nó bằng 2. Nó đáp án mình, tôi cùng các bạn chúng ta tính toán luôn xem là đối với Q4 thì nó có phương án nào nhé. Chỉ có hai phương án thôi. Ba phương án này là đối xứng gương với nhau đấy nhé. Phương án 1 là như thế này, đây tôi lấy ở đây này, ở đây là một con hậu này, một con hậu thứ hai ở đây này. Nhưng mà chỗ này sang đây nó phải là chỗ này, và đây nó phải ở đây. Đấy, như hai con hậu, bốn con hậu này là không con nào là ăn con nào cả. Bây giờ lấy đối xứng gương nha, thì nó sẽ nằm ở đây, và sẽ nằm ở đây, nó nằm ở chỗ này và nằm ở đây. Như vậy với Q4 chỉ có hai phương án, rất tiếc chỉ có hai phương án. Còn chúng ta để chỗ khác thì không thể nào mà tìm được cái phương án. Như vậy là thì cái ông Walker đó, ông ta đã dùng cái mô hình toán học của quay lui, ông ta làm thử cho cái bài toán hậu, bài toán xếp hậu trên cái bàn cờ n như n, và ông ta đã tính được như sau. Để tôi cho các bạn xem một chút thôi. Và ông ta đã tính được đã tính được vào thời điểm đó, cái thời điểm năm 1950 của thế kỷ trước, thì ông ta đã tính được đến là Q13. Trước đó thì không thể tính được. Đấy, thì ông ta đã làm đến cái phương án là làm đến cái tính cho Q3. Để tôi cho các bạn xem cái thông tin một chút về cái bài toán tam hậu này nhé. Nói cho bạn xem thôi, cho nó vui thôi nhé. Đấy. Thì cái ông này là đây. Ông ta chỉ tính đến Q13 thôi nhé. Và ông ta không, sau đó thì mà tính nó quá lớn, mà ông ta không thể
không thể làm được nữa, vì ông ta không thể tính được quy 4 vì nó quá mất thời gian. Còn bây giờ các bạn hoàn toàn có thể ngồi một tính toán thì chúng ta dễ dàng ra được cái quy 13 này. Lát nữa tôi sẽ làm, chúng ta làm thử luôn một lát nữa nhé. Đó. Và đến giờ phút này, hiện nay nhé, đến giờ phút này hiện nay thì hiện nay người ta vẫn đang tính cái này, hiện nay. Đấy, và kết quả mới nhất cho giờ phút này là người ta đã tính được là Q27. Theo tôi biết chính xác là như thế nhé. Là Q27. Đây là một số rất lớn. Và Q27 này là người ta tính được là trong thời gian là hơn một năm trời. Hiện nay nhé, cái quy này người ta vừa mới tính được xong, rất là mới, năm 2016. Và tính trong thời gian là 383 ngày. Đấy. Và kết nối là hơn 7.000 máy tính. Hơn 7.000 máy tính trên toàn thế giới người ta mới tính được. Đúng vậy, cho nên là cái việc tính QN này nó rất là hay, vẫn đang tính nhé. Và người ta còn tính thêm như sau này. Người ta đã chứng minh thêm là cái QN này cho giờ phút này nhé, là con số là nó xấp xỉ là như sau này. Nó xấp xỉ là O lớn của N mũ N. Rất lớn luôn đấy. Cái thời gian chạy khi tính được cái QN này ra thì ngay cái việc in ra các cái phương án thôi là cũng mất là N mũ N. Hay chính xác hơn, người ta có thể chứng minh như sau. Người ta chứng minh là QN này xấp xỉ như sau này. Xỉ một con số nhé. Xấp xỉ là như thế này. Xấp xỉ là đây con tôi biết nó 0.143 nhân với N trong tất cả mũi N. Đây con số xấp xỉ mà người ta đã tính được. Như vậy cái bài toán là xếp hậu này vẫn là bài toán người ta vẫn đang tìm tòi, vẫn đang phát triển. Rất là hay nhé. Như vậy khi ông Walker này là ông đầu tiên ông nghĩ ra cái phương án cái vết cạn quay lui cho bài toán là xếp hậu, mà trước đó người ta không thể làm nổi, rất là chậm. Đây là một bài toán khó. Được rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế cái lời giải nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái cách tiếp cận cái bài toán này bằng phương pháp là bằng kỹ thuật là quay lui nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế cái đó nhé. Chúng ta thiết kế này, thiết kế cái thuật toán nhé. Toán cho bài toán nhé, cho bài toán xếp hậu. Thì chúng ta sẽ đưa về cái mô hình toán học của quay lui, cho nên lại suy ra là nó phải, chúng ta phải biểu diễn cái lời giải của nó bằng một cái dãy, bằng một cái dãy số. Thì rốt là như thế nào? Đây thì như sau nhé. Chúng ta sẽ mô tả một cái phương án xếp hậu là như sau. Chúng ta đưa về một cái dãy A. A0, A1, A2 vân vân, kiểu như cho nó dễ nhé. AN-1 bằng dãy là N số nguyên. Đấy, thì cứ đưa về được cái dạng này là dạng tìm kiếm nhé. Thì nó là cái gì? Ý nghĩa của là như này. Nghĩa của nó là như thế này nhé. Đây chúng ta làm như sau này. Đây chúng ta sẽ cùng nhau như sau nhé. Đây chúng ta xét n, chúng ta đánh số các cột của cái chúng ta vẽ cái màn hình của cái của bàn cờ ô vuông n thành như một cái mặt trận n nhân n, được chưa, n nhân n nhé. Các cái cột đánh số từ 0, 1, 2 cho đến đây là N-1. Các cái hàng đánh số từ trên xuống là 0, 1, 2, đây là N-1. Đấy. Thì một cái ô đây này, một cái ô này là một cái ô nó tương ứng với gì? Nó tương ứng với một cái hàng Y và cột G nhé. Đồng nào hiểu đến, tôi hiểu như là cái vị trí là YG, là hàng Y và cột G. Đấy. Và cột G. Thế thì hàng y đánh số từ trên xuống, từ 0 xuống dưới, còn cột đánh số từ bên trái sang. Đấy. Được chưa? Ví dụ trong trường hợp này này, thì ví dụ đây trường hợp này là đây là 0 1 2 đây là 3 nhé. Đấy, thì cái phần tử này này, phần tử này là phần tử ứng với gì? Ứng với là hàng 2 và cột 3. Đấy. Các hàng cột đánh số từ 0 đến N-1.
Được rồi, thế bây giờ người ta biểu diễn bằng bằng n số là cái gì? Đấy thì có rất nhiều cách biểu diễn nhé, nhưng mà thông thường mà, nhưng mà cái mà tôi vẫn đang làm chúng ta trong sách giáo khoa chúng ta mô tả như sau. Mô tả như sau. Tức là A0, A1, A2, A0 chỉ là vị trí hàng của cái, vì cái một nghiệm của nó là mỗi một cột phải có một cái một con hậu. Suy ra là gì? Suy ra là A0, định nghĩa A0 chính là cái vị trí hàng của con hậu tại cột 0. Đấy, và A1 tương tự như vậy là bằng cái vị trí hàng của con hậu tại vị trí cột 1. Tương tự như vậy là AK bằng vị trí hàng của con cột tại vị trí K. Đấy. Được chưa? Đó, thì chúng ta lấy ở đây nhé. Vậy tổng quát là như sau này. Tổng quát chúng ta sẽ lưu cái lưu cái một cái nghiệm cần tìm của cái bài toán hậu bằng cái dãy bằng cái mảng A. Đây A đây, ký hiệu nó là một cái mảng là A0 A1. Các chú ý nhé. Và AN chỉ một. Như sau. Tức là AG, tôi kêu là AG hay AK, AK hay AG. AK là cái vị trí hàng của con hậu tại cột K. Đấy, nhưng mà đây là từng cột một nhé. Vị trí hàng của nó là ở đây này, 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 ở đây nhé. Vậy mỗi cái số này là mô tả cái vị trí của một cái cột. Như vậy nên là cái dãy của chúng ta là dãy tính theo cột nhé. Được chưa? Thì đó là phương án hoàn toàn tôi có thể làm, tôi có thể suy luận là mỗi dãy như vậy là một cái mô tả một cái hàng cũng được, không sao cả. Thì cách làm thay đổi một tí thôi. Còn đó là cách mà chúng tôi đã viết trong sách khoa học chúng ta là như vậy. Khi các bạn lên mạng là các bạn đọc những tài liệu khác nhau của các nhà khoa học trên thế giới. Thế ra cái bài toán hậu là bài toán là trong tất cả các sách giáo khoa về khoa học máy tính mà ở trong cái phần là quay lui đều mô tả bài toán tam hậu là một cái bài toán hậu là một trong những bài toán mẫu nhé. Thì các tác giả khác nhau họ dùng các cái ký hiệu khác nhau. Người thì mô tả là dãy số, đó là một cái là dãy các cái giống giống như của tôi ở đây là mỗi phần tử của dãy đó là vị trí hàng của cái cột tương ứng. Nhưng có người để viết là dãy dãy đó là vị trí cột của hàng tương ứng cũng được. Hoặc có những sách giáo khoa là người ta viết là mô tả cái kinh nghiệm đó là một cái ma trận luôn và cái ma trận A luôn, AEG luôn. Và như vậy cái vị trí của nó là dùng một cái dãy khác để người ta mô tả cũng được, không sao cả. Nhưng mà đây tôi mô tả thứ nhất, như vậy ở đây tôi mô tả là gì? Là tôi sẽ tìm nghiệm nghiệm của tôi tìm chính là các cái bài toán của tôi ở đây là như sau. Cái bài toán mà chúng ta đã học ở đây này là chúng ta sẽ tìm nghiệm từ cái dãy là A0, A1, vân vân. Khi tìm đến AN trừ 1 thì là xong. Đấy. Được chưa? Như vậy là cái quy trình tìm kiếm gọi là backtracking nó là như thế này, là quay lui nhé. Đấy. Chúng ta vẽ ra cái bàn cờ N như thế này. Đó. Được chưa? Và chúng ta lần lượt tìm A0, A1, A2 cho đến AN trừ 1. Đầu tiên chúng ta tìm A0 trước này. A0 trước nhé. Thì ví dụ với A0 thì là mới, cho nên là vị trí A0 bất kỳ với A0 chúng ta có thể con hậu có thể ở đây cũng được, ở đâu cũng được nhé. Có thể nó dạy dọc từ từ trên dưới này. Đấy, tôi lấy ví dụ ở đây nhé. Đấy. Đây chính là A0 đây, đây chính là cái vị trí là cái cột 0 đây nhé. Nếu A0 mà lấy rồi thì chúng ta sẽ phải tìm tiếp với A1. Thì với A1 đây thì chúng ta sẽ chỉ tìm những vị trí nào mà thằng này không để nó có thể bỏ qua đây, bỏ qua cái này đấy, bỏ qua cái này và bỏ qua cái chỗ này đấy. Vậy còn lại nó chỉ là cái ô này thôi, đây bỏ qua cái này nữa nhé, bỏ qua cái này nữa đấy. Và như vậy là với A1 chỉ nằm từ đây chỉ lên thôi, nằm đây xuống đây, chúng ta lấy ở đây hai ví dụ lấy ở đây. Xong như vậy là với chúng ta tìm được kia ở đây, xong tìm được ở đây, xong tìm được ở đây. Nếu mà đây mà không được, chúng ta sẽ quay lưu lại, chúng ta quay lưu lại và tìm một thứ khác ở trong cái hàng phía trước đó. Như vậy quá trình của chúng ta lần lượt tìm A0, A1, A2, AK
và chúng ta tìm tiếp đến AK cộng 1. Khi nào tìm đến N 1 thì là dừng lại, ra được ra được một nghiệm. Đó. Được chưa? Như vậy là vấn đề là cái gì? Cái bài toán của chúng ta là như sau. Là chúng ta tìm một cái dãy rõ ràng theo đúng cái mẫu của cái bài toán vết cạn quay lui. Chúng ta hãy quay xem lại. Chúng ta mở ra cái bài toán mà cái thuật toán backtracking ấy, chúng ta nhớ lại một chút nhé. Biết tôi biết ở đây cho ta nhớ này. Cái thuật toán backtracking là như sau này, chúng ta nhớ lại một chút. Là nó là như này, nó là backtracking. Nó là x1, x2, xk trừ 1 biết trước. Đấy. Sau đó là tính nhà cần điền phần tử k vào. Đấy. Được chưa? Thì bài toán như sau này, nếu if mà x1, x2, xk trừ 1 là nghiệm thì thông báo nghiệm. Đấy. Sau đó chúng ta tính, nhớ lại nhé, tính cái SK. SK là tập hợp tất cả các phân tử tương của SK mà có thể tìm được. Tính SK theo cái x1, x2, xk trừ 1. Đấy, sau chúng ta là for x in xk. Nhá. Và sau đó chúng ta sẽ đây gọi là k đi, xk, và chúng ta sẽ gọi tiếp backtracking, gọi quay lui đấy, gọi để quy đấy, backtracking. Cái dãy là x1, x2, xk và đây là k cộng 1. Đây chỉ là thuật toán rất đơn giản, rất nổi tiếng của backtracking. Bây giờ chúng ta sẽ làm hệt như vậy. Được chưa? Nhé. Như vậy chúng ta làm đấy, thì bây giờ chúng ta làm như vậy, bây giờ chúng ta mô tả lại cái bài toán của chúng ta nhé. Đây. Bây giờ chúng ta sẽ mô tả lại chúng ta sẽ viết lại cái thuật toán chính của chúng ta nhé. Đây. Như vậy cái thuật toán của chúng ta là như sau, là cái thuật toán quay lui để giải cái bài toán xếp hậu là như sau. Bây giờ tôi viết lại dưới dạng là pseudo code nhé. Tôi dùng cái lệnh là try next. Đây kêu là k. Đấy. Chúng ta sẽ tìm cái vị trí là đây là cái hàm tìm phần tử, tìm cái vị trí của cái con hậu đúng thứ k. Cái bài toán là cần tìm cái vị trí mà AK là vị trí con hậu. Vị trí con hậu ở cột thứ k nhé. Thì làm như sau này, bây giờ nếu này, bây giờ cầm chỉ ra như vậy, ít mà là k bằng n, tức là khi nào mà nó vượt ra ngoài là chúng ta tìm được n trừ một phần tử rồi thì xong, thì cho thông báo nghiệm. Đấy, thông báo nghiệm tôi bằng pseudo code nhé, không cần chia sẻ về mặt lập trình nhé. Thông báo nghiệm, thông báo cái phương án mà xếp hậu ra ngoài, thông báo nghiệm. Bây giờ ngược lại else thì ra sao? L như này, L tôi chỉ là tôi tìm ra tất cả phương án mà xếp được vào tại phần tử k, for, đúng không? For i in range n là cho g chạy từ 0 đến n trừ 1. Đấy, bảo tôi kiểm tra xem có thể xếp được cái AK bằng i hay không, đúng không nào? Đây là nếu kiểm tra này, nếu mà xếp được là cái AK bằng y, tức là nếu xếp được là con hậu đứng thứ k, con hậu tại cột k tại hàng y, thì chúng ta sẽ gán AK bằng y. Đấy, cái này tôi làm sau nhé, cái chiếc làm sau, và sau tôi gọi tiếp là try next k cộng 1. Thì đây chính là cái thuật toán rất đơn giản, một chuyện rất đơn giản để giải. Và đây chúng ta có hai cái chỗ chúng ta cần phải làm tiếp tục. Cái chỗ này là một này. Đấy, đây là một cái hàm, và đây là một cái hàm nữa cần phải kiểm tra. Hai chỗ này cần phải làm. Đấy, được chưa? Và cái bài toán của chúng ta là như sau. Đây chỉ là cái hàm thôi, còn cái lời gọi chính như sau. Cái lời gọi chính của chương trình là như sau. Cái lời gọi chính của chương trình là như thế này.
chúng ta đặt n trước, chúng ta đặt n bằng 8 chẳng hạn, bất kỳ nhé. Xong chúng ta đặt a bằng cái a đặt trước là một cái dãy gồm có n phần tử bằng 0, và sau đó chúng ta sẽ gọi là try next 0. Đấy. Mệnh lệnh có chính nên chỉ có 3 lệnh như này thôi. Bài biến 45 tiếp tục, chúng ta sẽ phải xử lý tiếp cái phần là cái chỗ này và cái chỗ này. Đấy. Rất đơn giản nữa, cái chỗ này là chỗ này, tức là khi mà đã xong cái A rồi chúng ta sẽ thông báo nghiệm, tức là chúng ta viết một cái hàm để hiển thị cái phương án mà xếp nghiệm, xếp quân hậu ra màn hình. Còn đây là một cái hàm kiểm tra xem là như vậy. Ở đây gì, tức là giả sử đã xếp được A0, A1, AK-1, bây giờ cần xếp tại cái cột thứ ca đó, xếp tại vị trí Y thì là có được không? Đấy. Được chưa? Đấy thì nó rất đơn giản, đúng không ạ? Thì bây giờ tôi nói luôn sang cái hàm mà thông báo nghiệm thì dễ, tôi làm trực tiếp trên máy tính. Còn cái này chúng ta cùng nhau xử lý một chút nhé. Thì chỗ này là cái chỗ này chúng ta sẽ cần có một cái hàm tôi viết là check, đúng không? Check là đây là IK, check thì là check đúng không? Check IK. Hàm này là trả về true nếu mà cho phép là xếp tại phần tử K, tại cột K, cái giá trị con hậu là có hàng thứ Y, và trả về false nếu không, nó không xếp nổi. Với điều kiện là đã xếp được từ A0 đến AK-1 rồi. Đấy. Đấy chứ, cần làm hàm check vậy thôi. Thì cái bài này như sau này. Tức là cái bài này rất đơn giản, nó làm cái bài toán ấy, nhìn nó rất là dễ nhé. Đây này. Mà toán như sau này, đây là cho trước cái bàn cờ đây rồi. Giả sử chúng ta đã xếp xong các con hậu từ A0 cho đến AK-1 rồi. Đấy nhé. Đây này, đây là 0 này, đây là AK-1 xếp xong rồi. Và chúng ta cần xếp vị trí tại AK. Đây, AK ở đây nhé. Chỗ này đã xếp xong rồi. Bây giờ cần kiểm tra xem tại phần tử cột thứ K, tại cái hàng thứ Y này thì có xếp được không? Anh ôn này, xếp được không? Đấy. Kiểm tra xem có xếp được không? Đấy, thì cái này có thể là... Thì dĩ nhiên là kiểm tra nó phải là... Ví dụ như là ở trong cái hàng thứ Y này, thì ở trong cái phần tử trước đó không có phần tử nào là không có cái con hậu nào ở đây, hoặc không có hậu nào ở đây nữa. Kiểm tra là ngược cái này. Đấy, kiểm tra chéo này. Kiểm tra ba cái hàng này. Đấy. Và chúng ta đến cái luận như sau này. Có thể thành một cái mệnh đề, thành một cái định lý hay một cái điều kiện như sau này. Điều kiện để xếp con hậu tại cột K hàng Y là như sau. Điều kiện là như sau nhé. Điều kiện 1 là với mọi G mà nhỏ hơn K, tức là cả cột mà phía trước K đấy, cột phía trước K, thì điều kiện của nó là phải là cái AG này. Cái AG này phải là khác Y. Điều kiện 1 nhé. Điều kiện 2 là với mọi G mà thuộc K nhỏ hơn K, thì ta phải có như sau. Ta phải có là K trừ đi G vị trí tuyệt đối là phải khác với cái AG trừ đi Y. Đấy, trừ đi Y. Trừ đối. Thì đây chính là cái điều kiện mà chúng ta có thể ta viết một cái hàm đơn giản như vậy. Nhưng mà thỏa mãn nếu mà một trong hai cái này mà lỗi mà sai thì lập tức là trả về false, còn nó không thì trả về true. Đấy, được chưa? Đó thì đấy là cái tôi vừa trình bày xong cái gọi là cái thuật toán. Nhưng bây giờ cái đầu bài chúng ta, đầu bài của ông Walker đã ra là phải hiện ra tất cả các phần tử, hiện ra tất cả các phương án xếp hậu. Đấy. Chúng ta cùng nhau làm nhé. Thì chúng ta cần có một cái biến tổng thể để đếm số lượng tất cả các phương án coi mà số lượng nghiệm đấy, và chúng ta sẽ thông báo cho màn hình là nghiệm thứ nhất, nghiệm thứ hai, nghiệm thứ ba, và chúng ta kiểm tra.
Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau lập trình nhé. Bây giờ bài này là cái bài ở trong sách giáo khoa, trong sách chúng ta là mô tả cái này trong 3 tiết ấy. Một cái bài rất quan trọng trong chương trình của chúng ta nhé. Để bây giờ tôi mô tả cái bài đó nhé. Đây. Cái bài toán này là cái bài toán xếp hạng tổng quát luôn nhé. Chúng ta giải cái bài toán xếp hạng tổng quát này. Bài toán xếp hạng tổng quát. Tổng quát trên bàn cờ. Trên bàn cờ N nhân N nhé. Đấy. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải làm đơn giản, chúng ta cần phải có cái hàm chính là try next nhé. Là cái hàm try next đây. Đấy. Rất đơn giản là hàm try next đây. Mà chúng ta cần phải có hai cái hàm. Bạn đợi tôi một chút thôi. Nhìn người ta đang có. Alo. Buổi sáng nhỉ, buổi sáng. Ok. Thì cái này là hiện nay là đang nhà xuất bản đã có cái những cái liên tục các buổi các ngày thứ hai thứ ba là tập huấn sách giáo khoa 11 cho tất cả các tỉnh đấy. Mới là ngày mai nữa, chúng ta có ai dự không? Trong hai ngày thứ hai thứ ba, ngày thứ hai là trình bày toàn bộ định hướng là ICT, ngày thứ ba là trình bày toàn bộ định hướng là CS. Rồi bây giờ tôi quay sang cái chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Đây thì đầu tiên là cái bài là cái hàm để hiển thị cái dãy A1 A2 AN trừ 1 đó ra màn hình như là một cái bàn cờ để hiển thị, được chưa? Đấy thì cái ấy là như này nhé. Đây là chúng ta là làm cái chúng ta làm cái hàm đầu tiên là gọi là cái hàm gọi là show đi. Show. Đầu vào là một dãy A gồm N phần tử. Được chưa? Chúng ta làm như sau nhé. Đây tôi làm cái này là cái hàm này là cái hàm là hiển thị đó. Hiển thị phương án. Hiển thị phương án. Phương án xếp hạng. Theo cái mảng A. Theo cái mảng A. Đấy, đây là cái. Được chưa? Thì cái show A này nó chính nằm ở chỗ này này. Đây thông báo nghiệm này. Những cái thông báo nghiệm này nó chính là gì? Nó chính là cái lệnh này, thay cái này bằng show A ở đây. Show A. Rất đơn giản. Đó. Còn thay cái này bằng cái hàm là hàm check. Anh sẽ nói luôn check là y check là IK nhé. Đấy. Chúng ta chú ý nhé. Rồi, thì như sau nhé, cái này nó rất đơn giản cho nó vì là nó mỗi cái AK đây này, đơn giản tôi cho hiện trên màn hình thôi mà. Thì cái AK chính là cái AG với đây tôi bình thường chúng ta muốn mô tả một cái mặt trận thì ta là for i này, for i chúng ta viết là len n bằng len, tổng quát n bằng len a nhé. Đó. Sau đó là for i in range, đây là dãy các cái cột, dãy các cái hàng. Sau đó là for g in range. Đấy. Thì cái vòng for 2 này này là cái vòng for 2 là dọc theo chiều ngang của cái hàng i, nhưng của cái hàng thứ i là mỗi cái g là chạy theo các cột, g là chạy là cột. Như vậy là ta kiểm tra tại vị trí ở đây thì nó phụ thuộc vào AG bằng y hay AG y là bằng y hay không, thì làm như sau nhé. Đây này, bên đây lại nếu mà if mà AG mà bằng y đấy, ở đây thì đây là, nếu mà tại hàng y cột g mà AG bằng y, tức là có con hậu xếp tại cái vị trí IG đó thì chúng ta print số 1 ra ngoài, print số 1 đấy. N bằng chứ mà hàng ngang đúng không,
Vì ngược lại này, ngược lại nếu mà không phải như vậy thì chúng ta print đi số 0. Như vậy tại vì tại cái ô đó mà vị trí đó mà có hậu, chúng ta in ra số 1, còn ngược lại in ra số 0. Và in hết trên một cái hàng ngang này, đây là một hàng ngang nhé, đây là một hàng ngang, đây là một hàng ngang theo cột này. In hết trên một hàng ngày xong rồi chúng ta sẽ xuống làm lệnh xuống dòng. Đây, xuống dòng. Đấy, hiện đây là ở đây là vừa xong cái hàng để in ra cái trạng thái của một cái bàn cờ NNN với điều kiện là AG chính là cái vị trí hàng của cái con hậu đứng thứ G. Đấy, như thế đó. Đấy. Bây giờ chúng ta sang phần tiếp theo là chúng ta làm cái lệnh là check và cái hàng check đúng không? Check là I và đây là K. Mình nghĩ sao? Mình nghĩ là kiểm tra xem có thể xếp hậu tại dòng I, tại hàng I và cột K. Đấy, kiểm tra. Nhưng với điều kiện là các cái cột phía trước K đã được xếp xong rồi. Đó, được chưa? Thì cái làm này là đơn giản như sau. Chúng ta chỉ cần một cái vòng là for K in range. Phải sử dụng K mà là đến chúng ta for G. For G in đến trước K. Đó. Đến trước K, đúng không nào? Là kiểm tra cái đó nhé, đến trước K thì bây giờ kiểm tra như sau. Nếu mà AI nhé, nếu mà AG mà là bằng Y thì ấy luôn, if mà phần các cột phía trước của K nhé mà lại chính là bằng Y. Đấy, bằng Y tức là như vậy là nó vi phạm, chúng ta lập tức return không xếp nào ở đây, return false. Kiểm tra tiếp này, bây giờ là if. Đấy. If như sau này chúng ta nhớ lại cái hàng nó đây, hàng đây nhé. Đây là chúng ta cái hàng kiểm tra này. Đấy. Với mọi di chuyển K này, hoặc nữa AG mà bằng Y thì cũng trả về font, hoặc là nếu mà K chữ G chữ đối mà bằng AG chữ Y thì cũng ấy luôn nhé. Như vậy là if này, if mà hàm tuyệt đối là hàm ABS nhé. ABS như sau này, nếu mà G đây thì kiểm tra lại nó là cái gì, nó là cái này. Nếu mà K trừ G nhé, đây K mà trừ đi G trị tuyệt đối của nó mà bằng ABS của hàng thứ A chính là Y trừ đi AG. Tức là cái y này là chính là y này tôi muốn là chính là AK đấy mà. Như vậy là tuyệt đối của AK trừ AG bằng là K trừ G thì nó sẽ tiếp tục là return false. Còn nếu mà qua hết cái như này thì ta ra đây kiểm tra hết rồi, ra đây ra mới return true. Đấy, như vậy cái hàm này là cái hàm kiểm tra là có liệu xếp được cái con hậu tại cột K mà vị trí hàng thứ Y hay không. Được chưa? Còn cuối cùng chúng ta làm cái thuật toán chính là cái nó là try next. Đây là K. Được chưa? Đấy, thì chúng ta làm rồi. Chúng ta xem lại cái này rồi nhé. Đây nó là như thế này thôi. Đang xem lại. Đây. Nếu K bằng N là thông báo nghiệm của kiểm tra như thế này mà chúng ta xếp vào thì ta đưa vào. Nó rất rất đơn giản, cái hàm này cái làm nó rất đơn giản. Như sau này nhé. Bây giờ if mà K mà bằng N như vậy đã xếp xong rồi thì chúng ta thông báo nghiệm bằng dùng lệnh là show A. Được chưa? Bây giờ ngược lại else chúng ta phải làm như sau. Chúng ta phải làm là gì? For I in range
For the interview and kiểm tra. If mà check y xếp được vào cái vị trí k đấy. Nếu xếp được thì chúng ta mới xử lý, không thì thôi. Ta mới đặt là ak bằng y và chúng ta gọi tiếp try next đấy. Try next là k cộng 1 đấy. Thì hàm này nó chỉ như vậy thôi đấy. Nhưng mà chúng ta làm thêm một ít nữa nhé. Cái hàm này là cứ như vậy, là cứ đến lượt mà khi mà k bao nhiêu rồi in ra nhưng mà nó không thông báo thì số lượng bao nhiêu. Bây giờ ta sẽ phải làm thêm một lệnh nữa thông báo ở đây nhé. Đây, bây giờ chúng ta làm thêm một chỗ này ở đây nhé. Như sau là chúng ta sẽ tạo ra một cái biến tổng thể. Đây nhé, bây giờ tôi làm đấy nhé. Bây giờ đây là phần chương chính này. Tôi sẽ chỉnh sửa sau nhé. Chương trình chính này. Chương trình chính. Tôi tạo biến tổng thể làm, tôi đặt n này. N đặt bằng 8 này. Và a tôi đặt bằng, a đặt bằng ban đầu là như này, 0 này nhân với n. Đấy. Và tôi lập một cái biến tổng thể là n cao, đó là n cao là đếm xem là số lượng các phương án nhé. Và tôi dùng là try next ở đây. Try next. Bắt đầu từ 0. Đấy. Đếm như sau này, đây là cái biến tổng thể nhé. Bây giờ tôi muốn đếm mỗi lần mà thông báo nghiệm tôi phải tăng đếm lên một đơn vị. Như vậy tôi phải đưa cái biến nk này vào bên trong làm cái hàm này. Thì ở trong Python thì chúng ta phải khai báo lại nó là biến tổng thể, dùng cái lệnh là global. Chúng ta phải khai báo lại, không có cái này thì không được nhé. Đối với Pascal và C thì chúng ta thì không cần, nhưng đối với Python là cần. Đó. Như vậy là nếu mà k bằng n thì chúng ta sẽ tăng cái n cao lên một đơn vị, tăng cái n cao lên một đơn vị và chúng ta thông báo một dòng ở đây. Đúng không? Thông báo là phương án xếp thứ mấy đấy? Thứ n cao. Sau đó là show cái a này ra. Đó. Như vậy chúng ta phải thêm một tí vào đây nữa để cho thấy là nó có đủ nhé. Đấy. Vì ta chạy thử xem đúng hay sai, nhưng chúng ta ghi cái này ra. Ghi hôm nay ra cái bài của chúng ta là ghi. Hôm nay là bài 12. Đây là bài xếp hậu nhé. Xếp hậu. Một trong cái bài rất là quan trọng. Đang cần dạy cho học sinh, nhưng mà cho thử nhé, xem đúng không nhé. Đây cho làm thử này. Bây giờ tôi làm thử với n nhỏ trước nhé. Kiểm tra này, với n bằng 4 này. Thế nó có ra không nhé? Nó mà ra là hai phương án thì đúng. Đấy. Đây nó có hai phương án đây này. Phần 1 là như thế này này, đấy, phần 2. Nhưng với n bằng 4 thì đúng nhé. Bây giờ với n bằng 8 sẽ ra bao nhiêu? Với n bằng 8 chúng ta. Nó ra là 92 phương án. Đấy. Nhưng mà đây bây giờ tôi thử với n bằng 3, n bằng 3 là không phương án thì nó không, thì nó như nào? Với n bằng 3 đây nó không nhìn ra cái gì cả. Đấy. Vì nó không ra được. Thế bây giờ tôi phải xử lý làm cách nào đó, tôi xử lý như sau này. Nhé. Khi mà chạy xong tôi kiểm tra, nhưng mà if n cao mà nó bằng 0 ấy, chứ toàn là không phương án, thì tôi sẽ phải thông báo thêm một dòng nữa print đây là bài toán vô nghiệm, không phải lúc đọc nghiệm nhé. Bài toán vô nghiệm khi mà n bằng 2 và bằng 3. Đấy, lấy được n bằng 3 nhưng chạy thử nhân nó sẽ báo là n vô nghiệm đó. Chúng ta thử n bằng 9 nhé. 8 là 92. Đấy. 9 là 352 với n bằng 10 nhé, n bằng 10. 724. N bằng 11. Chắc là chúng ta không thể, rất là khó nhé. Rất lâu nhé. Đấy, n bằng 2680. Đấy, chúng ta chú ý chuyện đó nhé. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Còn n bằng 12 thì rất lớn, chúng ta sẽ không đợi được. Đấy, thì các bạn phải thử nhé. Còn n bằng 13 thì ở đây tôi có tính được, bản thân tôi có tính được ở nhà đấy, tính được với thông báo luôn cho các bạn biết là trên máy tính của tôi nhé. Máy tính của tôi là cái máy
là cái máy bình thường, máy PC bình thường thôi. Và ở nhà tôi đã tính như sau. À, đây. Tôi đã tính lại IQ 13 nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng là 73.712. Và trên máy của tôi nhé, tôi đã thử cái máy, trên máy của tôi là mất 9 phút mới ra cơ. Chúng ta đợi 9 phút chúng ta mới ra. Trên máy của tôi nhé. Còn máy khác thì không biết, nhưng mà chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể đợi được. Bao nhà các bạn làm nhé. Như vậy là đối với Q13 thì như vậy, mà bìa các bạn ở nhà các bạn thử xem là với Q14 bao nhiêu nhé. Trên máy tính của tôi là trên máy tính của tôi cái này gần một tiếng mới ra đấy nhé. Đấy, vậy là rất lớn rồi. Không, máy tính của ta rất là mạnh rồi mà cũng không ra được. Thì ngày xưa khi ông Walker, ông chỉ làm được tới Q13 thôi. Ông làm từ năm 1950 của thế kỷ trước trên máy tính IBM cũ, đầy cũ đó, đời đầu ấy. Ông ta tính được với cái Q13 và 14 thì ông ta chịu, ông ta không làm được nữa vì nó quá chậm. Thì các bạn thấy là nó rất là hay. Đây là bài toán rất là hay luôn nhé. Nhưng mà cái bài toán mà chúng ta vừa giải ra là cái bài toán là ta làm tổng quát luôn. Một lần là làm luôn cái bài toán tổng quát của cái ông Walker. Mà cái bài này đưa vào trong sách giáo khoa của chúng ta. Đây, các bạn chú ý bằng cái bài này nhé. Thì bài này có rất nhiều cái mở rộng khác nhau. Ví dụ cái mở rộng là như này, bây giờ tôi cần tìm một phương án cho tôi làm thế nào. Đấy, bây giờ tôi làm thử một bài này, nhưng tôi sửa thử một chút thôi. Bây giờ tôi chỉ cần tìm một phương án tôi sửa như thế nào. Bây giờ tôi làm tiếp cái bài sau nhé. Đây, bây giờ bài này mà tôi sửa lại, mà tôi ghi lại và save as sang cái phương án là save hậu one đi nhé. Bây giờ tôi sửa bài này. Bài này là cái bài tổng quát rồi. Bây giờ cái bài của tôi cần tìm một phương án thôi, tôi làm như thế nào. Thế rất đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần sửa cái finite thôi này. Sửa cái này thôi. Tức là nếu mà gặp phương án, ta dừng luôn lại. Bây giờ tôi sửa lại bài này nhé. Bài này một phương án tôi không cần cái biến là global count này nữa, không cần này. Xóa đi nhé. Xóa đi cả hai cái này là cũng không cần nữa. Đấy. Thôi bỏ luôn cái này đi. Nhưng mà chú ý là khi mà chúng ta chạy được phương án, chúng ta dừng lại, chúng ta dùng lại return để dừng lại. Đấy, chúng ta dừng lại. Thì với phương án này thì chỉ có một phương án thôi. Trong phương án thì mình tôi thử nhé. Đây, cái bài này chúng ta không cần cái này nữa nhé. Ta chạy thử. Với n bằng 8 này. Thì nó chỉ ra một phương án thôi. Nó về cái này tôi chưa bỏ cái này đi, tôi bỏ cái này đi, cái này là hoàn toàn không cần nữa rồi, cái này là không cần nữa, được chưa? Đấy. Vậy thì để in ra một phương án là đấy. Được chưa? Còn với n bằng cái này tôi in thoải mái, với n bằng 14 in ra một phương án thoải mái này, 14 này. Đấy. Ồ, nó bị lỗi sao? Tìm lạ thế, n 13 này, n 13 n 11 n 9 ấy, xem lỗi chỗ nào. N 19 là ra ngay nhé, mà cảm giác hơi dài quá nhỉ, nên lỗi. Đấy, cảm giác bị lỗi chỗ nào đó. À, vấn đề là vẫn lỗi đấy. Vì làm sao cho nó nên là một chứng tỏ nó không lỗi, nó vẫn bị ấy, nếu mà làm sao thì cho nó thoát ra được nhỉ? Về vế này bằng 4 này, cho nên bị lỗi. Này của tôi vẫn chưa bị lỗi rồi. Đấy, nó in ra toàn bộ cả hai nhé. À, như vậy chúng ta phải sửa lại cái này. Mới một phương án thì chúng ta không dùng cái này không dùng được. Cái này của tôi lại sai nhé. Bây giờ chúng ta hơn được cái bài này chúng ta vì nó vẫn gọi địa quy. À, nó vẫn lấy bìa cái bài này. Thôi bài này các bạn cùng nhau suy nghĩ đi và chúng ta xanh mà tôi về nhà đi. Nhưng mà cái bài này cái gọi của tôi là không đúng nhé. Cái này không đúng nhé. Cái này là không nó không ra được. Gọi là dùng gọi là cho cái lệnh thôi mà nó vẫn liên hệ tất cả. Bìa là bài này bài tập về nhà là gì? Chúng ta cùng nhau suy nghĩ.
là hãy làm cái bài tập này mà chỉ ra một phương án thôi thì làm như thế nào? Vậy chúng ta phải làm cách khác chứ không dùng cách này. Không dùng cái hàm try next này, chúng ta mà dùng cái hàm khác. Thế thì bài tập về nhà nhé. Vậy là bài tập về nhà ở đây phần này như vậy, cái chúng ta không dùng lại cái này, cái này phải dùng cái khác. Đây là cái bài này, cái try next này là dùng cho trong cho quay lui và nó luôn hiện ra là tất cả các phương án. Bây giờ muốn phương án thì chúng ta phải làm cách khác. Rồi. Thế làm một bài tập rất là hay về nhà. Bây giờ tôi cho sang cái bài sửa hết thời gian, tôi phải quay sang cái bài số 2 vì chúng ta không đủ thời gian. Cái bài số 2 là chính cái bài là mê cung, cái bài rất quan trọng. Bài này là theo tôi cái bài này là bài khó nhất, cái bài đây là cái bài cuối cùng, bài 16 của cái phần chuyên đề. Là cái bài mà theo tôi là khó, là một trong cái bài phải nói là khó nhất luôn của cái cuốn sách đó. Thì chúng ta cùng nhau mà giải nhé. Đây. Cái bài toán này như sau. Bài toán kia chúng ta về nhà làm nhé. Không dùng được cái phương án là try next đâu. Phải dùng một cái hàm khác. Dùng một cái làm khác nhưng cũng dựa vào đó nhé. Rồi chúng ta sang bài số 2 là cái bài toán mê cung nhé. Thì bài toán mê cung hay, bài toán mê cung chính là cái bài mà là cái bài toán mà cái ông nhà bác học Luca, ông là người đầu tiên đưa ra cái bài toán mô hình cái ông Luca này, cái ông mà cũng nghĩ ra cái bài toán tháp Hà Nội. Ông ta là người đầu tiên đưa ra cái bài toán gọi là cái bài toán tìm đường đi trong mê cung. Và ông ta đưa ra cái ý tưởng giải cái bài toán mê cung đó, và ý tưởng đó chính là xuất phát điểm của cái thuật toán là quay lui. Rồi bây chúng ta cùng nhau giải nhé. Thì bài toán mê cung là như sau này, bây chúng ta mô tả cái bài toán này, nó phải chúng ta có mô hình cái mô tả cái bài toán chúng ta sẽ làm này nhé. Thứ nhất ấy, là chúng ta cho một cái hiểu thế nào là một cái mô hình toán học, mô hình gọi là mô hình mê cung nhé, mô hình mê cung. Đấy. tiếng anh tôi biết dùng là maze nhé. Chúng ta lên mạng chúng ta tra cái từ là maze problem là nó ra ngay rất nhiều là tất cả các bài toán và là liên quan đến mê cung. Đấy. Thì như sau này, cái mê cung là như sau, là bản thân nó là một cái ma trận, thế nên là một cái mê cung là như thế này, là một cái ma trận bậc m nhân n. Đấy. Nó là một cái bàn trận và nó thể hiện trên màn hình dưới dạng là các vị trí của nó là hiện là không hoặc là một tức là có bức tường, không tức là vị trí rỗng. Ví dụ nhé, đây thì ví dụ như là 0 1 0 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
0, 0, 0. Đấy. Thì bài toán mình cũng như sau, là chúng ta phải xuất phát từ một vị trí bất kỳ, thông thường là vị trí là vị trí trái trên, và chúng ta phải đi theo các cái ô, các cái đường đi là đi theo các cái ô bên cạnh, có thể lên xuống phải trái thoải mái mà không đi ra ngoài, mà phải đi đi đến cái vị trí đích là vị trí này. Đó. Vì đây tôi phải đi như sau, tôi phải đi có hiểu nhiều cái đi, đây là một đường đi này, một đường đi này. Đấy. Đúng không? Đấy, đây là một cách đi nhé. Từ vị trí bắt đầu đây, start. Mà đây vị trí là end nhé. Bắt đầu và kết thúc. Đấy. Thì cái nguyên tắc đi như sau này, cái nguyên tắc của cái bài toán là nguyên tắc đi là như sau nhé, nguyên tắc đi nhé. Nguyên tắc thứ nhất này là chỉ đi như ô trống, không được đi những không được đi vào tường, chỉ được phép đi, chỉ được đi trong các cái ô trống. Cái ô trống hay là cái ô có giá trị bằng không. Giá trị bằng 0. Đấy. Cái ý thứ hai là điều kiện nữa của mê cung là gì? Không được đi lại ô đã đi nhé. Mỗi ô chỉ đi một lần thôi, không được đi lại ô đã đi qua, không được đi lại các ô đã đi.
đi rồi là anh giấu lại nhé. Cái ý thứ ba là được phép đi như sau, được được phép đi theo bốn hướng, được phép đi theo bốn hướng là trái, phải, trên, lên và xuống. Và ý thứ tư là không được phép đi ra ngoài mê cung, không được phép đi ra ngoài mê cung, đi ra ngoài mê cung. Nhắc lại nhé, bốn điều kiện này. Cái bài toán chúng ta là xuất phát từ vị trí xuất phát bắt đầu bất kỳ, thông thường là vị trí là trái trên và đi xuống vị trí là phải dưới, bắt đầu kết thúc, được chưa? Và có bốn nguyên tắc là chỉ để phép đi trong các ô trống giá trị bằng không, ô số 1 là không được đi, số 1 gọi là tường, và không được đi lại các ô đã đi qua, ô chỉ đi một lần thôi, và được phép đi theo bốn hướng, phải, trái, trên dưới, và không được phép đi ra ngoài cái mê cung đó. Thì cái vị trí bắt đầu cái ma trận mê cung này chúng ta có thể ký hiệu là một cái ma trận ma trận là kích thước M nhân N thôi, đúng không? Hay tôi đọc là maze đi, maze nhé, là một cái ma trận là EG có kích thước là M nhân N đấy, được chưa? Và cái đầu vào của nó là như sau, cái đầu vào của nó là được mô tả như thế này. Đấy, cái đầu vào của nó nhé, mà bài toán chúng ta đấy là cái đầu vào là như sau, cái input của bài toán như sau, input ở trong cái file, trong cái tệp có tên là maze.in, có dạng như sau, có dạng là dòng đầu tiên là ghi hai số là m và n ở phía trên, và phía dưới chúng ta ghi các cái ô như này. Đấy, đây là 4 này, đây là 5 này, đấy, 2, 4, 5 nhé, 0, 0, 1, 0, 1, đây là 1, 0, 0, 0, 0, cuối cùng là 1, 1, 0, 0, 0, đây. Đây, ví dụ đây là một cái đầu vào, một cái tập in. Thì cái dòng đầu tiên này có thể có không có được, dòng đầu tiên có thể có không có được nhưng không quan trọng lắm. Có được càng tốt, chúng ta càng dễ nhập dữ liệu nhé. Đó là input. Còn output là như sau. Output là như sau. Về output của bài toán này, yêu cầu bài toán này thì có nhiều dạng. Dạng thứ nhất ấy là hãy chỉ tìm ra một phương án. Tìm ra một cách đi nếu có nhé. Và phương án 2 là hãy chỉ ra tất cả các cái đi. Đếm, cái thứ hai là đếm và chỉ ra tất cả các cách đi đấy. Thì bài toán gốc của nó là trong sách giáo khoa viết ấy, là chỉ ra, chúng ta phải ghi ra file, nhưng mà chúng ta ghi ra màn hình thôi nhé, đấy, màn hình đấy, thì cái việc ghi ra màn hình như nào tôi sẽ nói sau. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái gọi là cái phương án nhé. Đấy, thì như vậy là đầu vào của nó là cái tệp maze nhé, và M như N. Đấy, bây giờ chúng ta quay lại cái mô hình bài toán, chúng ta cùng nhau làm phân tích nhé. Bây giờ chúng ta phân tích cái bài toán này, phân tích dữ liệu và chúng ta thiết kế thiết lập dữ liệu nhé, phân tích. Và chúng ta giải này. Bây giờ cái input này, input của chúng ta chính là cái số M này, số N này, và cái ma trận đặt tên là maze. Đấy, đây là ma trận, hay là cái mảng một chiều, cái ma trận kích thước là M nhân N. Đấy, và nhập dữ liệu từ cái bảng kia, được chưa? Rồi sau đó là bây giờ kết quả là gì, bây giờ output là gì, phân tích ra cái output nhé. Thì output chúng ta sẽ ghi ra một cái file, output ghi ra như sau. Output chúng ta sẽ đưa ra một cái mảng M nhân N, cái mà nó tôi ký hiệu là solution. Solution cũng là một cái mảng M nhân N, được chưa? Và cái solution này thì solution này nhé, thậm chí tôi có phép là S thì cho nhanh nhé, S thì nhanh đi. S thì cái S thì solution này thì cái S thì easy là như sau, bằng này, bằng 1 nếu mà chúng ta đi qua, nếu mà đã đi qua
đi qua cái ô XYZ và bằng 0 nếu không đi qua, nếu không đi qua, đi qua ô YZ. Đấy, thì đây là một cái lời giải thì chúng ta phải hiển thị. Ví dụ cái bài trên nhé. Với cái bài này này thì cái lời giải đó là một lời giải là ví dụ như sau này. Đây, chúng ta ví dụ một lời giải nhé. Chúng ta xuất phát từ đây này, đây sẽ là 1 này nhé. Xong chúng ta đi xuống này, đi xuống là 1 này, xong đi ngang này. Đúng không? Đi ngang xong lại đi đi xuống, xong đi ngang, xong đi xuống, xong đi ngang. Đấy, đây là một lời giải, đây sẽ là 0 này. 0 0 0 0 0 0. Đây là 0 0 0. Không không đây thì đây là một cái lời giải của cái tập SC của chúng ta đấy. Số 1 là cái ô mà chúng ta đi qua nhé. Thì đây là một phương án lời giải, lời bó giải là cái solution này là một cái vẫn là một cái mảng M như N và tại cái điểm ở tại cái ô EZ đó thì là cái solution là 1 nếu mà đã đi qua, còn không thì là không không đi qua. Nhưng mà ở cái bảng này chúng ta không nhìn thấy cái thứ tự đi thì có thể có thêm một yêu cầu nữa là như sau. Yêu cầu nữa là chúng ta có thể phải in ra cái lời giải như sau. Yêu cầu bổ sung. Yêu cầu bổ sung là phải in ra trên cái màn hình ấy, là không chỉ là 01 đâu mà in ra cái số thứ tự các bước đi. Đấy. Như sau. Thì cái bổ sung như sau là chúng ta in ra cái solution là phải như sau. Cái solution là phải như sau này. Đây phải là 1 này, 2 này, xong bước thứ 3 này, bước thứ 4 này, bước thứ 5 này, bước thứ 6 này, bước thứ 7 và bước 8. Đấy, nó ra đây thì mới đúng. Đó. Còn một chỗ còn lại nhé, thì yêu cầu là chúng ta phải ghi ra cả cái vị trí của các cái tường nữa. Đây, tôi muốn thêm cái bài tập đấy nhé. Đây. Mà bây giờ thân mình học đây nhá, đây cái tường này nhá, tường kia rồi chúng ta chú ý nhé. Thì trong cái solution này thì tôi muốn đi ra như sau này. Nha, thì cái solution này thì sau này tôi yêu cầu bổ sung lên sau này là tại vị trí tường ấy thì chúng ta sẽ đánh dấu ở đấy là x là tường. Đấy, x gì nhé, để ứng đề là 1 này, đấy nhé. Xong chỗ này là 0, 0 là x gì, 0, x. Chỗ này là 0, 0, chỗ này là x nhé. Chỗ này là x, đấy. Như vậy tôi muốn là in ra cái này nó hay hơn này. In ra cái lời giải, trong giải đó là ghi in ra các cái bước, các cái số từ các cái bước đi mà chúng ta cần đi bước đi ở trong cái mê cung. Và vị trí tường chúng ta đánh dấu bằng cái dấu nhân. Vậy đầu vào của nó lên tường là số 1 đầu vào nhé. Đấy. Còn cái đầu ra của nó thì là solution thì là bản chất của nó thì là chỉ là y và g thôi, chỉ là 01 thôi. Đấy, như này thôi, nhưng mà tôi muốn là tôi phải in ra như này thì nó mới hợp lý. Ghi ra các cái bước. Được rồi, thế bây giờ tôi sẽ làm như sau nhé, nó cũng dễ thôi. Bây giờ chúng ta mô tả cái thuật toán này. Vấn đề là chúng ta phải tìm được cái cách mà chúng ta diễn giải cái quay lui. Rồi bây giờ tôi mô tả ý tưởng của thuật toán nhé. Đây. Chúng ta sẽ lần lượt đi các bước và chúng ta điền vào cái mảng solution nhé. Thì ban đầu chúng ta đặt S gì? S gì là cái ma trận là M nhân N là toàn số 0. Toàn số 0 nhé. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta cái input của chúng ta là cái đầu vào của chúng ta là cái ma trận maze nhé. Cái maze này là cái ma trận ban đầu. Là cái ma trận đầu vào, ma trận mê cung. Nhé. Đầu vào chúng ta là hai số là M và N nữa nhé. Ngoài ra, chúng ta có thêm một cái để mô tả các cái bước đi thì chúng ta mô tả một cái mảng mô tả các cái hướng đi thì tôi gọi đó là đi direction. Direction là một cái mảng gồm có 4 cái vector sau đây. Vector nhất là 1 0. Vector thứ hai là 0 1. Vector thứ ba là -1 0 và vector thứ tư là 0 -1 để mô tả các cái bước đi ra xung quanh từ một điểm.
ở chỗ này là chúng ta cộng x cộng 1 này, cho chúng ta đi đi sang phải này, cái này là y cộng 1 chúng ta lên lên trên này, đây là sang phải nhé, đây là, đây là mô tả cái vector cho chỉ thôi nhé. Cái này này, cái này là bước đi sang phải, sang phải. Cái này này là bước đi lên trên. Cái này này là bước đi sang trái. Và cái này là bước đi đi xuống. Đây 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 là x cộng 1 đúng không? Còn đây chỗ này là y cộng 1. Cái chỗ này là x trừ 1. Còn chỗ này là y trừ 1. Đấy, thì nó là thì nó dễ lập trình thôi, không có gì cả. Chúng ta có thể không cần cái này cũng được, nhưng mà để cho nó hay thôi. Thì rất nhiều bài toán chúng ta cần cái mô hình như thế này. Rồi thì bây giờ tôi sẽ mô tả cái thuật toán nó rất đơn giản như sau nhé. Rồi thì một thuật toán như sau này, bây giờ tôi sẽ mô tả bằng cái hàm là hàm đặt tên là solve maze. Cái hàm này là xuất phát từ ban đầu là vị trí 0,0 mà xuất phát từ điểm xy. Là cái bài này là bài, đây là cái hàm là mô tả là gì, mô tả là bắt đầu tại cái ô xy và đi tiếp xong đi được đến đích không, thì cái hàm này như sau. Cái hàm này là nó sẽ trả về là true nếu đi tiếp được từ xy đến đích, còn nó trả về là false nếu không đi được nhé. Nếu không đi được đến đích. Một cái hàm có rất nhiều ý nghĩa nhé. Và cái hàm này khi chúng ta di chuyển như vậy thì chúng ta đồng thời chúng ta điền luôn vào cái dãy, vào cái ma trận S là nó là solution. Được chưa? Rồi thì mô tả luôn các bạn nhé, cái hình hàm này nó rất đơn giản các bạn ạ. Vì chúng ta đây để mô tả cái hàm này như thế này. Đây, mô tả nó rất đơn giản. Để đây nhá. Mình nhìn thoáng qua thì tưởng là khó nhưng mà thực ra là nó cũng khá đơn giản nhé. Đầu tiên kiểm tra này, bây giờ tôi lại if này, if mà đây là cái ô mà tiếp theo tôi đi ấy. Nếu mà x gì nếu không mà nhỏ hơn hoặc là bằng x gì nhỏ hơn bằng m trừ 1, tức là x gì là cái vị trí là nằm trong đây, x gì nằm trong cái vùng của cái mê cung, đồng thời là không nhỏ hơn hoặc bằng y nhỏ hơn bằng n trừ 1, đồng thời là cái vị trí cái điểm đó xy là bằng 0, cái ô đó là ô chưa được đi qua nhé. Đấy, đúng không? Đồng thời luôn xy không nhé, quên mất thêm một điều kiện nữa là n chúng ta kiểm tra lại một chút nhé. Các bạn đã thêm một chút, tôi kiểm tra lại cái chương trình tí tẹo thôi nhé. Đây là thế này chứ. Đồng thời là cái maze, nó phải là ô rỗng maze. Maze của xy bằng 0. Và như này này. Như là gì, là xy là nằm trong mê cung này. Xy bằng 0 tức là xy là điểm tôi chưa đi qua bao giờ này, và đồng thời là maze xy bằng 0 tức là đó là ô rỗng. Đấy thì nhé. Nếu mà ô rỗng thì chúng ta làm sao, chúng ta đặt là gì? Xy bằng gì? Bằng 1, đặt là đã đi, được chưa? Đấy, đã đi rồi. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra tiếp tục này, bị kiểm tra nếu mà x là điểm đích thì là đồng, if x gì, nếu mà x gì mà bằng m trừ 1 n y mà bằng n trừ 1 tức là thật đích rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ trả về, chúng ta sẽ return true, là hàm đó trả về là đúng nhé. Bây giờ ngược lại, nếu mà x y chưa phải là đích thì chúng ta sẽ phải đi tiếp theo bốn hướng. Chúng ta làm tục này, chúng ta cũng lệnh for, đúng không nào? For, đồng thời trước y for này,
for y phẩy g nhé, for y phẩy g mà là bằng này, đây là trong lệnh for, for y in direction, for the in, in direction chứ, in direction, for y g in direction. Ở đây các bạn chú ý là đây là nhé, ở đây là cho phép là vì mỗi phân tử của direction nó là gì, nó là một cái tuple hai phân tử. Cho nên chúng ta được phép là dùng lệnh for là y phẩy g in. Đấy, cái này là cái lệnh của rất là mạnh của Python nhé. Đấy. Đấy. Thế chúng ta kiểm tra là để if, nếu if mà là gọi để quy này solve maze của x cộng y cộng g. Đấy. Nếu cái này thì chúng ta sẽ return true. Sau đó chúng ta ra đây là chúng ta quay lui. Đây là quay lui này. Chúng ta quay lui. Đấy. Quay lui chúng ta làm như sau, chúng ta quay lui chúng ta làm ở đây này. Ra đây quay ra quay lui chúng ta đặt lại là s bằng s x y bằng 0. Đây chính là quay lui nhá. Đây là quay lui. Quay lui và chúng ta không lấy được, chúng ta phải return false. Đấy. Còn ở chỗ này có thêm cái if ở đây nữa nhé. Đấy, if ở đây. If ở đây nhé. If. Đấy, xuống dưới này nhé. Cho nhỏ lại dễ nhìn thấy cái if ở trên nhé. Đấy, if ở trên này nhé. Đó. If ở trên này nhé, thì là nếu mà cái x mà y đằng ngoài hay là cái đại bằng không thì chỗ này else ở đây nhé. Else. Thì cũng return false. Đấy. Nhưng mà đây chính là cái hàm rất quan trọng, cái hàm để mà hàm gọi để quy nhé. Đấy, gọi để quy quay lui để giải cái bài toán chính của chúng ta. Thì cái hàm là khi chạy xong, khi nó trả về true, coi như là trả về true tức là giải được, thì chúng ta chỉ việc tính cái hàm s là được, gọi hàm s ra nhé. Bây giờ tôi sẽ viết lại chúng ta cái phần chính này nhé. Đây là cái chương trình chính nhé. Chương trình chính là như sau nhé. Như sau này. Chúng ta đọc dữ liệu thì phần lệnh đầu tiên là lệnh đọc dữ liệu. Đọc dữ liệu từ cái tệp là maze.in. Đọc xong thì nó sẽ nạp dữ liệu vào cái biến là m này, n là và cái ma trận maze. Đấy nhá. Được sau này. Bước tiếp theo là chúng ta thiết lập cái mảng maze, thiết lập cái mảng son, thiết lập cái mảng s là cái ma trận gồm toàn số 0 m nhân n. Chúng ta lập một cái hàm sau nhé. Rồi chúng ta kiểm tra sau, chúng ta chạy này if mà son maze vị trí bắt đầu là 0,0, bắt đầu là 0,0, mặt x là đặt điểm kia. Nếu như này thì nó chúng ta thông báo là đúng không? Thì thông báo kết quả. Thì if như vậy thì chúng ta in kết quả, in hay thông báo kết quả, thông báo kết quả. Còn ngược lại thì thông báo là vô nghiệm, thông báo vô nghiệm. Được chưa? Đây chỉ như này thôi. Nhưng chúng ta cần viết gì? Cần viết cái hàm là cái hàm này nhé, hàm này đọc dữ liệu này. Cái hàm này là cái hàm dùng để sinh cái ma trận S với cái độ với kích thước là m nhìn n này. Và cái hàm song mây thì ở trên này rồi. Và chúng ta cần viết cái hàm là hàm kết quả ra màn hình. Chúng ta kết quả. Đây là kết quả là một cái hàm cần phải viết nữa. Còn thông báo vô nghiệm thì là dễ rồi. Đó, thì bây giờ chúng ta cùng nhau thiết lập cái bài toán này nhé. Đây, ở đây. Đây, bây giờ chúng ta làm luôn đây này. Bây giờ tôi new một chương trình mới. Thì trước khi mà new tôi tạo ra cái dữ liệu ma trận đã nhé. Cái ma trận đầu vào này. Ví dụ chúng ta viết là đây là 4 này, 5 nhé. Cùng có này 0 này, 0 này, 1 này, 0 này, 1 nhé. Phần thứ hai này. 0
không, một, một, không. Thứ ba là một, không, ví dụ nhé, không, không, một, một. Và thứ tư là một, không, 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 không. Đấy. Được chưa? Thì nó vào đi đây, nó vào đi đây, nó vào đi đây, đây xuống đây, đi xuống đây hoặc sang đây, hoặc sang đây này, xong xuống đây này, xong sang đây này, xuống lên ra về đây nhá, đi ra đây này. Nhưng bài này tôi sẽ ghi lại dưới cái tệp là dưới cái dạng là plain text nhá. Dưới cái dạng là plain text đâu rồi? Plain text đây nhá. Và đây là cái tệp của chúng ta đặt tên là maze. Maze in. Chấm in. Được chưa? Ghi lại này. Đấy. Tập này này. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ viết chương trình này, chạy theo đúng chương trình này nhé, xem đúng không nhé. Bây giờ tôi tạo ra một cái file tập mới này, đây là chính là bài toán này. Giải bài toán mê cung. Nhưng mà đây chúng ta giải tìm một lời giải thôi nhé. Còn cái bài toán là tìm mọi lời giải in ra như nào thì các bạn về nhà làm nhé. Được chưa? Giờ bây giờ chúng ta cùng nhau viết cái chương trình nhé. Thì cái trình đầu tiên là cái chương trình là đọc dữ liệu nhé. Là đọc dữ liệu đi nhé. Đọc lên đọc dữ liệu. Cái tên file này, cái tên tiệm nó hơi khác so với trong sách giáo khoa viết nhé. Vì tôi không, đây tôi không mang cầm sách giáo khoa, đây tôi không nhớ lắm. Thì các bạn đã đọc đi nhé. Đầu vào của nó là cái file là FI đi nhé. Được chưa? Rồi tôi làm sau những cái FI này thì tôi làm như sau này, đây. Thì tôi đặt cái file là open cái file FI thì ra ngoài nhé. Rồi mà tôi đọc này. Đọc cái dòng là đầu tiên đúng không? Nó có dòng đầu tiên nhé. Vì chúng ta cùng nhau xem lại nó sẽ có cái dạng thì nó có dạng là bài này tôi ghi dạng là song mê cung maze bài toán là một nhé. Một là tìm một nghiệm. Còn chúng ta sẽ sau này thì các bạn sẽ phải làm tiếp cái bài là bài tìm tất cả các nghiệm. Và cái bài khác là bài này tôi mở rộng ra là hiển thị các cái đáp án cho chính xác. Còn bây giờ tôi làm một vậy đơn giản thôi, tôi in ra cái file, in ra cái bảng dữ liệu son mà thôi. Được chưa? Rồi, đây là cái mở cái file nhé. Sau đó là tôi đọc vào này, đọc cái dòng đầu tiên này, tôi viết là line bằng F viết lại. Được chưa? Và sau đó tôi like split nhé, split như này. Được chưa? Nhưng mà nó còn ở đây như vậy, cái line này là cũng có hai phần tử thôi, là đây hai phần tử là m và n thôi. Như này m n tôi tính cho nó tính luôn nhé. Vậy tôi cũng chia như sau này. M chính là bằng là in của cái line 0. Tính luôn này, M nhân N luôn nhé. M này phẩy N này. Phẩy in của cái line 1, 2 phần tử. Được chưa? Sau tôi tính tiếp này, for này. Từ kiểu là A là cái bao trận như này. Được chưa? Bây giờ for i in range m. Với mỗi m như vậy, với mỗi một cái m như vậy tôi tính ra cả cái chiều dài này, tôi đọc thêm trên một hàng nữa, tôi viết là line bằng F read line. Được chưa? Đấy. Sau đó tôi tính cái hàng đó tôi viết, tôi hiệu là hát nhé. Hát bằng cái này, hát bằng là in của x for
x x inline chấm split split đánh nhanh đúng không? Đấy. Như vậy là cái line là một cái sâu theo chiều ngang nhé. Sau tôi dùng cái line split tôi tách ra và tôi chuyển sang thành một cái dãy các số nguyên, đúng hàm in đây. Đây là cái lệnh, đây là lệnh tạo tạo list nhanh đấy, rất quan trọng. Đặc biệt là h là cái trên một cái hàng đó, và tôi chỉ việc bổ sung a, tôi append h. Như vậy là sau cái lệnh for này là xong luôn. Và từ đây tôi sẽ làm lệnh là f close lại, không nó bị lỗi nhé. Và tôi và return m phẩy n và a, đồng thời return vừa m n vừa cái file maze, cái file mà cái ma trận maze đấy nhé. Việc tiếp theo tôi làm cái hàm thứ hai là cái hàm như sau. Cái hàm sinh hàm là đặt tên là matrix. Hàm này là cái hàm sinh ra một cái ma trận kích thước là m phẩy n gồm toàn số 0. Đây là cái hàm trả về một cái ma trận kích thước m nhân n gồm toàn số 0 nhé. Thì làm như sau này, tôi viết là a cũng như a bằng cái này, for e in range n, m trước nhé. Với mỗi m như vậy thì tạo ra một cái dãy n phần tử toàn không và đưa vào a luôn, vậy là a chấm append luôn. Append cái phần tử là gì? Append cái phần tử là 0 nhân với n. Và đây là tôi return a. Đấy, thì đây là cái hàm này là hàm mà sinh ra cái ma trận gồm toàn số 0 và có chiều có m cột và n hàng. Đấy, nhìn rất rõ nhé. Đấy, được chưa? Và đây tôi ở trên này tôi định thêm cái nữa, đây là tạo thêm cái biến là direction, là hướng, định hướng nhé, làm cái hằng số thôi, gồm các bốn phân tử là 1,0, tiếp theo là 0,1, tiếp theo là -1,0 và tiếp theo là 0,-1. Bốn cái hướng đi của cái phân tử x, của cái vị trí mà chúng ta đang xét, được chưa? Mà đây là cái hàm đọc dữ liệu này, hiểu rồi, nó trả về là m, n và a này, nó trả về chữ m, n và cái hàm và cái hàm maze và cái ma trận maze bên này này. Đấy, nó trả về chính là cái maze s này, cái s là tính riêng cái maze này, là cái maze này quan trọng nhé. Đấy, bây giờ chúng ta tính cái này thôi. Đấy, rồi bây giờ chúng ta sẽ viết sang cái phần chính của cái bài này, là chúng ta viết cái hàm chính, nên hàm chính, hàm đặt tên là solve maze. Hàm này nó chỉ có hai biến là x và y thôi. X y là cái vị trí. Hàm này là bắt đầu đi sang cái ô tiếp theo là ô x y nhé. Được chưa? Và nó trả về true nếu mà xuất phát x y mà đi đến x, còn không nó trả về false nhé. Mình sẽ làm như sau. If này, if và không nhỏ hơn hoặc bằng x thì nhỏ hơn hoặc bằng n m trừ một n y nhé, y là không nhỏ hơn hoặc bằng y và nhỏ hơn hoặc bằng n trừ một. Đồng thời là cái maze, cái vị trí x và y đó phải sao? Phải bằng 0, tức chỗ đó là ô rỗng. Đồng thời là cái s gì? X y cũng phải bằng rỗng, là chúng ta cái ô đó chúng ta chưa đi qua. Đấy. Nếu như thế này thì được chưa?
Nếu như này thì chúng ta mới đặt lại gì? Chúng ta đặt lại S gì? Bằng S X Y bằng 1. Được chưa? Đấy. Còn nếu không thì là không, nếu mà ngược lại luôn, on else luôn, else chúng ta return luôn, return. Còn để khỏi viết lại nhé. Đây mình tiếp vào đây này, đấy nhé. Thì nếu mà đi rồi rồi thì chúng ta sẽ kiểm tra, chúng ta sẽ đi tiếp. Trước đó chúng ta kiểm tra if nhé. If mà x y là điểm, là điểm phải dưới, x bằng m trừ 1 n y bằng n trừ 1 là gì, là tới đích rồi, thì chúng ta return thân chu. Còn ngược lại thì sao? Else ngược lại thì tức là xy chưa phải là đích, thì chúng ta sẽ đi tiếp. Được chưa? Chúng ta sẽ đi tiếp như sau nhé. For y phải g in direction. Đấy, đây là cái lệnh rất hay nhé. Tức là đồng thời cho cái điểm, cho cái y g, tức là một cái tuple, nó hai phân tử vào tuple chạy trên cái direction ấy, và chúng ta sẽ kiểm tra if son maze nhé, tại điểm là x gì cộng y mà y cộng với g nhé. Đấy. Nếu như này thì chúng ta return true đúng không? Cho đi tiếp. Và từ đây chúng ta quay lui. Từ đây là quay lui này. Chúng ta đặt là S X quay lui. Chúng ta chính là quay lui đây. Y bằng 0 và return false. Thực ra cái đây là cái chỗ này là không 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 chạy được vào, tất cả chỗ này đều là font hết, thì ra đây sẽ trở về font. Đấy. Thì đây là chính là cái hàm đó nhé. Đấy, như vậy là chúng ta vừa có cái này nhé. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ làm thêm một động tác nữa là in ra cái đáp án nhé. In ra cái đáp án của cái SC thôi. SC là cái mặt trận, như ta làm đơn giản nhé. Đây chúng ta viết cái hàm def show SC. Được chưa? Này chúng ta viết là m bằng len, thôi thêm một ý tự cho nó viết lại cái này, m bằng len của s, còn n bằng len của s không. Được chưa? For này, for y in the range m for c in range n. Đấy. Chúng ta print thôi. Bài này đã cái sâu là tôi in ra 01 thôi. Còn cái phần mà in ra theo thứ tự chúng ta sẽ phải thành một tờ về nhà vậy nhé. In ra này, in ra cái s y g n bằng, mà đến đây chúng ta sẽ print để xuống dòng. Được chưa? Đấy thì như sau. Đây nhé. Đây thì như vậy chúng ta làm gì hình chính này. Đây là phần gì hình chính nhé. Hình chính. Chúng ta đặt là fi bằng cái tên file của chúng ta. Tên file của chúng ta là maze in. Đây là đầu vào đúng không? Xong chúng ta đọc, dùng cái lệnh là đọc dữ liệu, đọc vào cái file này và trả về ba con số là m, n và cái a, đây chính là cái maze. Đây chúng ta là như, chúng ta viết là m phẩy n phẩy maze bằng đọc dữ liệu
của cái FI. Anh em đọc dữ liệu nhé. Đây là phần đọc dữ liệu này. Trở về ba cái này này. Sau đó chúng ta tính tiếp là SC bằng là matrix. Đấy. Sinh ra cái tiếp theo là sinh ra cái SC là cái ma trận là kích thước MN là toàn không nhé. Đấy. Sau đó chúng ta sẽ kiểm tra, đúng không? Chúng ta sẽ kiểm tra là if, đây, if solve maze, đúng không? Tại điểm 0,0, nếu mà từ điểm 0 mà đi được tới đích ý, thì chúng ta thông báo, chúng ta show, chúng ta lại là print cho nó ngon lành, print bài toán có nghiệm. Bài toán có nghiệm. Có nghiệm, đúng không? Mà chúng ta dùng lại là show. Show cái S ra ngoài. Còn ngược lại, nếu mà không tìm thấy thì chúng ta print là bài toán vô nghiệm. Bài toán không có nghiệm. Thế như vậy thì đây là chúng ta là hoàn thành cái trọn vẹn cái bài toán của chúng ta nhé, mô tả đầy đủ đầu vào có này, đầu ra màn hình này, còn về nhà sẽ phải làm rất nhiều việc nữa, là về nhà chúng ta mở rộng ra rất nhiều bài toán khác nữa, in ra cho chính xác cái nghiệm này, rồi bài toán sẽ tìm nhiều nghiệm này, rồi tìm tất cả nghiệm này, rồi bài toán là in ra file nữa, đây in ra đây chỉ in ra trên màn hình thôi, tôi chạy thử nhé, xem đúng không nhá. Đầu vào là như này, chúng ta nhấn đầu vào như này, chúng ta chạy thử nhé. Đây, chúng ta chạy thử xem nó có ra hay có lỗi gì không nhé. Đây. Chúng ta xem lại bài toán nhé, đây này. Nó là đây nhé, nên là không nhá, không không cái này, chúng ta phải đi từ đây rồi, xong đi xuống này, đi sang ngang, đi xuống đáy xong đi vô đây. Đấy, như vậy bài toán nên làm nghiệm đúng gì nhé. Bây giờ tôi sửa cái này, chúng ta sửa đầu vào nhé. Bây giờ tôi sửa đầu vào chỗ này một tí. Chỗ này là tôi để ở đây là 1. Thì ở đây nó phải đi qua đây, xuống đây sang đây. Ở đây tôi để là 1 nữa nhé. Thì nó bắt buộc tôi phải đi như này, phải đi từ đây sang ngang này, xuống này, sang ngang này, xuống sang ngang ở đây mới đúng nhé. Đấy, tôi ghi cái này lại và chạy lại cái này nhé. Đấy. Nó phải sang ngang này, xuống này, sang ngang xuống, sang ngang này đấy. Bây giờ tôi thử để tôi thử cho nó vô nghiệm nhé. Đây tôi để này là vô nghiệm ngay, tôi để chỗ này không nhá, chỗ này không. Chỗ này tôi để 1 là vô nghiệm ngay này, tôi để chỗ này là 1. Thì nó không đi được nữa, đây là nó tắt đi từ đây này. Chạy thử ở đây nhé, xem có báo là vô nghiệm không nhé. Đấy, bài toán không vô nghiệm. Tính bây giờ tôi làm một lần là ăn ngay là đúng hết rồi nhé. Đấy, như vậy đây là một cái bài rất quan trọng các bạn ạ. Cái bài này là cái phương án mà tôi làm ở đây là cái là phương án mà làm giống như trong sách. Là phương án là đơn giản nhất thôi. Cốt của tôi làm đây khác của trong sách nhé, vì tôi không mang sách đây, tôi không viết lại được, tôi làm hơi khác một chút thì các bạn cứ xem nhé. Như vậy đây là cái bài tập này sẽ có rất nhiều bài tập về nhà mở rộng ra. Như vậy cả bài toán hậu lẫn cái bài toán mê cung này là hai cái bài toán được dạy trong hai bài cuối cùng của cái cuốn chuyên đề tin 11 định hướng CS rất quan trọng. Thì đây là cái bài này rất điển hình. Và bài này có rất nhiều mà phải rộng thì tôi sẽ bài tập đưa bài tập về nhà và tôi sẽ giải trong tôi sẽ có một buổi để giải để chúng ta sẽ cùng nhau làm luyện giải các bài tập liên quan cái phần quay lui này nhé. Thì tới đây chúng ta phải kết thúc thôi nhé. Như vậy là về mặt lý thuyết là lớp chúng ta là về mặt vì chúng ta hết thời gian chúng ta dừng lại ở cái phần ở đây, dừng lại ở phần lý thuyết ở đây. Còn từ đây trở đi chúng ta sẽ cùng nhau làm, sẽ có thời gian tôi sẽ cùng các bạn chúng ta giải các cái bài tập khác nhau trong những phần mà chúng ta đã học trong suốt cả cái chương trình vừa rồi nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Anh cảm ơn thầy ạ. Có gì các bạn cứ trao đổi trên nhóm nhé. Bây giờ từ nay thì chúng ta sẽ trao đổi thường xuyên hơn về cái lời giải của những cái bài tập, những phần mà đã học. Và tôi sẽ mở thêm những lớp nữa để dạy thêm những cái phần khác liên quan, những cái phần liên quan miễn thiêu sinh giỏi chẳng hạn, hay những phần mở rộng hơn về thuật toán nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây thôi.